Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay ngày 10 tháng 12, chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội thảo tập huấn nghiệp vụ truyền thông hình ảnh thương hiệu địa phương. Long An điều trị thành công hơn 1.600 ca bệnh lao cắt thể. Iran chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến thuốc men. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 10 tháng 12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống quân khu 10 tháng 12 năm 1945, 10 tháng 12 năm 2020. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chúc mừng. Buổi lễ vinh dự đón các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong 75 năm qua của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, nay là huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Hội nghị quân sự Nam Bộ lần đầu tiên do xứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, tổ chức lực lượng và phương thức tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng. Truyền thống vẻ vang đó là tài sản tinh thần vô giá, là sức mạnh nội sinh để lực lượng vũ trang quân khu lớn mạnh, trưởng thành, tiếp tục lập nhiều thành tích chiến công trong thời kỳ mới. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đây là sự quan tâm sâu sắc, sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với lực lượng vũ trang Quân khu 7. Vào sáng nay ngày 10 tháng 12 năm 2020, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân dự lễ khởi công xây dựng trường Trung học cơ sở Trương Minh Bạch tại huyện Đức Hòa. Cùng tham dự buổi lễ có ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và gia đình bác sĩ Trương Minh Tuyết, con gái ông Trương Minh Bạch tham dự. Công trình trường Trung học cơ sở Trương Minh Bạch được xây dựng tại xã Đức Lập Thượng với quy mô 24 phòng học và 23 phòng chức năng theo tiêu chuẩn quốc gia, có nhà thể dục đa năng 500m² và bể bơi. Tổng kinh phí đầu tư là trên 83 tỷ đồng trên diện tích 2,3 hectare. Kinh phí xây dựng do gia đình bác sĩ Trương Minh Tuyết, Trần Đình Chiến là con gái và con rể của ông Trương Minh Bạch thông qua sự ngỏ ý của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự quan tâm đến công tác giáo dục của huyện và sự đóng góp hỗ trợ của gia đình bác sĩ Trương Minh Tuyết, Trần Đình Chiến trong việc xây dựng trường. Nguyên Chủ tịch nước mong muốn địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, vận động xã hội hóa. Cùng với ngân sách địa phương đầu tư xây dựng các trường học, chủ động phát triển hệ thống giáo dục trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, tạo diện mạo mới cho quê hương Đức Hòa. Dịp này thì công ty Donacorp Đồng Nai trao tặng cho huyện Đức Hòa 500 triệu đồng nhằm xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, huyện ủy Cần Giuộc tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giuộc khóa 12 lần thứ tư, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy năm 2020, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đến dự. Năm 2020, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 640 tỷ đồng, đạt 124% so với dự toán tỉnh giao. Huyện đã triển khai thi công 102 công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành đưa vào sử dụng 74 công trình. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 98%, trong đó tỷ lệ nước sạch đạt 65%. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận chỉ ra một số tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục đối với một số nhiệm vụ về công tác giải phóng mặt bằng, công tác phòng chống các loại tội phạm, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị huyện quan tâm quán triệt cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tập trung triển khai các chương trình đột phá, các công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, rà soát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội để tích hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Quan tâm phát triển vùng trồng rau, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các tổ hợp tác, các hợp tác xã đúng với thực chất, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư cho người dân trong vùng dự án, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Cũng trong ngày 9 tháng 12 năm 2020, Thành ủy Tân An tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 11, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Thành ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021. Trong năm 2020, thành phố Tân An tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng thu ngân sách đạt hơn 795 tỷ đồng. Hiệu quả công tác cải cách hành chính tiếp tục được nâng lên, quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng công trình đường vành đai thành phố tồn tại nhiều vướng mắc khó khăn. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả chưa cao. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai còn xảy ra chưa được xử lý dứt điểm. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung về việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, về công tác thu chi ngân sách, các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý trên lĩnh vực đô thị, thi công các công trình, với mục tiêu tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2021, thành phố Tân An tập trung thực hiện chỉ tiêu nghị quyết 11 của Đảng bộ thành phố, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Huyện ủy Tân Thạnh khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Huyện ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Năm 2020, mặc dù có những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng huyện Tân Thạnh đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội ở mức khá. Đến tháng 10 năm 2020, huyện đã triển khai thực hiện 81 mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao, với diện tích là hơn 4.749 ha, đạt hơn 118% kế hoạch nghị quyết huyện ủy. Thu ngân sách đạt hơn 94 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 112%. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và kiến nghị Ban Thường vụ huyện cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa việc định hướng chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã trên địa bàn, quan tâm hơn nữa việc kêu gọi, đầu tư xây dựng trạm bơm điện, có giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực nông thôn, quan tâm việc đầu tư, tranh thủ nguồn vốn xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông xuống cấp trên địa bàn. Hội nghị cũng đã thông qua các chỉ tiêu quan trọng và chương trình làm việc của huyện ủy khóa 10 năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và các nghị quyết chuyên đề của huyện ủy. Sáng nay ngày 10 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với công ty NetVIET tổ chức hội thảo tập huấn nghiệp vụ truyền thông hình ảnh thương hiệu địa phương trong phát triển du lịch và thu hút đầu tư Long An. Đến dự có trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán. Hội thảo tập huấn xoay quanh 3 nội dung về đào tạo nâng cao nhận thức truyền thông hình ảnh địa phương, truyền thông thương hiệu hình ảnh địa phương thời công nghệ số, định hướng truyền thông hình ảnh thương hiệu Long An giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, trước những đổi mới liên tục của công nghệ truyền thông và cách thức tiếp cận thông tin của công chúng trong cuộc cách mạng công nghệ số, Long An đang đứng trước những thách thức trong việc nâng cao hình ảnh và hiện đại hóa công tác quảng bá để thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, giới chuyên gia, của nhân dân trong và ngoài nước một cách rộng rãi và hiệu quả hơn.
Việc xây dựng và quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà là một trong những phương thức quan trọng nhằm giúp Long An đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội đặt ra trong chiến lược phát triển chung của tỉnh trong định hướng truyền thông hình ảnh thương hiệu Long An giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, nhiều khu điểm du lịch của Long An được đầu tư tôn tạo qua vào mạng lưới các di tích lịch sử và công trình văn hóa đã có nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh. Qua đó đã thu hút nhiều khách đến tham quan du lịch. Trong năm 2020, tổng lượt khách du lịch đến Long An ước đạt 800.000 khách. Thưa quý vị, mặc dù ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 đến nền kinh tế thế giới cũng như là trong nước và các mặt của đời sống xã hội, nhưng mà hoạt động xuất khẩu của tỉnh vẫn tăng trưởng dương. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2020 ước đạt 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng một số thị trường xuất khẩu vẫn tăng như Trung Quốc, Hồng Kông, Úc, Đài Loan, Mỹ giới đã tăng trên 10% so với cùng kỳ. Trong đó đáng chú ý là hoạt động xuất khẩu gạo tăng đến 9% so với cùng kỳ. Không chỉ tăng về lượng mà giá gạo xuất khẩu cũng có xu hướng tăng so với cùng kỳ từ 5 đến 25%. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ, bao tiêu nông sản của tỉnh và xuất khẩu, như tổ chức hội nghị ngành công thương các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm giải pháp tiêu thụ thanh long, tổ chức tập huấn kết nối mua hàng với các hệ thống phân phối nước ngoài theo hình thức trực tuyến của tập đoàn Walmart, Central Group, Aeon, Megamarket, Decathlon và Lotte, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký kết nối với kiều bào tại Hoa Kỳ, Phần Lan. Thưa quý vị, tính từ đầu năm cho đến nay, thì Bệnh viện Phổi Long An đã điều trị thành công hơn 1.600 ca bệnh lao các thể. Trong đó, điều trị khỏi gần 900 ca và hoàn thành điều trị hơn 700 ca. Bệnh viện Phổi Long An là bệnh viện chuyên khoa hạng 3, thực hiện đồng thời hai chức năng khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú cho người dân mắc bệnh lao và bệnh phổi. Tính từ đầu năm, bệnh viện đã điều trị thành công hơn 1.600 ca bệnh, ngoài ra đã phát hiện hơn 1.500 ca mới, có hơn 50 ca lao kháng thuốc, khám bệnh cho gần 4.500 lượt và có hơn 1.100 bệnh nhân nhập viện. Theo khảo sát, điểm hài lòng chung của người bệnh nội trú đạt 89%, điểm hài lòng chung của người bệnh ngoại trú đạt 97%. Dựa trên kết quả này, bệnh viện xác định các vấn đề ưu tiên cần giải quyết và biện pháp khắc phục, các công việc cần triển khai để đáp ứng mức độ hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm. Những tháng cuối năm, Bệnh viện Phổi tỉnh phấn đấu thực hiện chỉ tiêu về công suất sử dụng giường bệnh, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh lao phổi mới có bằng chứng vi khuẩn, đồng thời tiếp tục chú trọng phát triển bệnh nhân lao các thể. Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, huyện biên giới tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Iran chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến thuốc men. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Tân Hưng đưa đi cách ly tập trung một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 9 tháng 12 năm 2020, tổ công tác do đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới đến khu vực giữa mốc 230.4 và 230.5 thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, phát hiện chị NTNL, tên đã được viết tắt, đang bơi xuồng qua sông Cái Cỏ, hướng từ phía Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra và đưa đối tượng về đồn để điều tra làm rõ. Qua điều tra, đối tượng khai nhận, trước đó đối tượng có thuê xe mô tô chở từ thành phố Phnom Penh, Campuchia về biên giới. Khi vừa đi xuống qua sông về phía Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Tại đây, đồn biên phòng Sông Trăng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép đối với NTNL, đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Tân Hưng, đưa đối tượng đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Hưng, theo quy định. Thưa quý vị, chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến lễ Giáng sinh. Thời điểm này thì các nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Công giáo trên địa bàn huyện Cần Đước đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho ngày lễ nhiều ý nghĩa này. Huyện Cần Đước hiện có 10 nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Công giáo và điểm sinh hoạt với hơn 1.700 tín đồ theo đạo. Mỗi năm cứ đến tháng 12 là không khí Noel lại tràn ngập khắp con đường, góc phố. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt, dịch COVID-19 nên không khí lễ Giáng sinh năm nay có phần trầm lắng hơn.
Các nhà thờ trang bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt trước khi ra vào nhà thờ, tuyên truyền các biện pháp phòng dịch đến giáo dân và người dân trong khu vực, hạn chế không tập trung đông người, phân công từng công việc cụ thể đối với từng bộ phận để vừa đảm bảo không khí Giáng sinh, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Có thể mùa Giáng sinh năm nay không được trọn vẹn và bình thường như mọi năm, tuy nhiên nếu mỗi người dân tuân thủ các quy định an toàn về phòng chống dịch thì mùa Giáng sinh sẽ có ý nghĩa đặc biệt hơn trong mùa dịch COVID-19. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hưng phối hợp với các xã thị trấn tổ chức tiêm phòng miễn phí vaccine cúm gia cầm trên vịt đợt 2 năm 2020. Được biết, trong đợt tiêm phòng miễn phí lần này, huyện Tân Hưng được tỉnh cấp 240.000 liều vaccine cúm gia cầm. Đối tượng được hỗ trợ vaccine miễn phí là các hộ chăn nuôi vịt thịt và vịt đẻ. Thuộc diện tiêm phòng có quy mô tổng đàn từ 2.000 con trở xuống, trong đó sẽ ưu tiên tiêm đàn nhỏ lẻ. Đối với các đối tượng không được hỗ trợ vaccine tiêm phòng miễn phí, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức kiểm tra và vận động chủ hộ tự mua vaccine về tiêm phòng cho đàn gia cầm cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí. Riêng các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng có nguồn gốc ngoài tỉnh bắt buộc tự tiêm phòng, phải có sự giám sát của cơ quan thú y. Thưa quý vị, là một trong những huyện biên giới của tỉnh Long An, nguy cơ nhiễm dịch bệnh COVID-19 cao. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh huyện Vĩnh Hưng tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều biện pháp đồng bộ, chặt chẽ. Trong đó, đặc biệt chú trọng phòng chống dịch tại trung tâm, các cơ sở y tế, ngăn chặn người qua biên giới trái phép. Hơn một tuần qua, Bệnh viện huyện Vĩnh Hưng tăng cường lực lượng kiểm soát phân luồng, phân loại bệnh. Người dân khi đến bệnh viện phải chấp hành đúng thông điệp 5K, mang khẩu trang, phải khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Người dân khu vực biên giới cũng ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh. Ở đây thì ở dân ở ấp Bò Xoài á, luôn cả xã Hưng Điền A thì bộ đội biên phòng hoặc là ở người dân ở ủy ban rồi ở trạm y tế ta cũng có đến những từng nhà dân để người ta cũng vận động, là chúng ta cũng tuyên truyền cho mình biết phòng ngừa bệnh. Rồi những người lạ mặt ở phương xa đến, mình để mình cũng báo cáo cho những người có ở cơ quan người ta biết để người ta phòng. Từ tháng 8 năm 2020, huyện Vĩnh Hưng được tỉnh thành lập một cơ sở cách ly tập trung phòng chống bệnh COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Thời gian qua, trung tâm tiếp nhận 178 người đến cách ly ngăn ngừa dịch bệnh. Cơ sở cách ly làm tốt yêu cầu, đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly, quản lý, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trong khu cách ly này thì được các anh nói chung là cũng chu đáo. Những người cùng cách ly một ngày thì sẽ chơi với nhau. Nói chung là chỉ trong cái khu của những người cùng ngày thôi. Còn những người mà ví dụ họ mới vào sau á thì bọn con cũng rất là cách ly họ. Công tác đảm bảo hậu cần rồi công tác bảo vệ đây là rất chặt chẽ. Giờ bộ phận bảo vệ thì 16, trong đó là 10 công an và 6 quân sự. Tôi ở trên chỉ đạo của tôi sẽ là siết chặt hơn nữa công tác bảo vệ và công tác gác. Công tác tuyên truyền chúng tôi là đặc biệt là y tế tuyên truyền thường chiều và thường vào buổi sáng. Chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả, tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh. Bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Nhưng cũng không được gây hoang mang, mất ổn định. Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Đó là quyết tâm của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh huyện Vĩnh Hưng.